Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Gia, phối hợp với Hợp tác xã Thành Lộc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Sinh học EcoVet và Ủy ban nhân dân xã Quang Trung vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật phát triển chăn nuôi gà cho các hộ gia đình tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị chăn nuôi gà tại xã Quang Trung. Tại chương trình tập huấn, các hộ tham gia thực hiện dự án được truyền đạt các chuyên đề gồm điều kiện đảm bảo cơ sở chăn nuôi tốt cho chăn nuôi gà an toàn trong nông hộ quy trình chăm sóc nuôi dưỡng gà theo hướng an toàn sinh học, công tác thú y và vệ sinh thú y trong chăn nuôi gà thương phẩm, một số bệnh phổ biến ở gà và biện pháp phòng trị, một số vấn đề về liên kết tiêu thụ sản phẩm. Cũng trong buổi tập huấn, các hộ gia đình đã trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình chăn nuôi. Thông qua lớp tập huấn, giúp các hộ chăn nuôi tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi gà an toàn sinh học, từ đó áp dụng vào thực tiễn chăn nuôi, tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng hạn chế dịch bệnh trong chăn nuôi giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường đem lại hiệu quả kinh tế cao tăng thu nhập cho người chăn nuôi góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới